Are you ready to sweat? Thế mọi người đã sẵn sàng toát mồ hôi cùng thầy chưa ạ? So let's begin. Vậy thì mình cùng bắt đầu thôi ạ. You can sit down any way you like, either like them. Mọi người có thể ngồi ở bất kỳ tư thế nào mà mọi người cảm thấy thoải mái. No, sit, sit. Anh cứ ngồi thế đi để minh chứng luôn. Mình có thể quỳ hoặc ngồi khoanh chân. Please watch them. Và mọi người ở phía bên dưới ạ, chúng ta hãy quan sát những mẫu ở phía bên trên. But watch me first. Nhưng mà trước khi quan sát mẫu thì nhớ phải nhìn thầy đầu tiên ạ. Okay. Ready? Sẵn sàng chưa ạ? Yes. So now first we're going to do a dynamic breathing to wake up. Vậy thì phần đầu tiên của chúng ta sẽ là một hơi thở năng động để có thể khởi động và đánh thức cơ thể của mình. You need some space to the side. Và mình sẽ cần có khoảng không ở hai bên. Cho nên là mọi người chúng ta đứng người trên người dưới để đảm bảo là ai mình cũng sẽ có đủ khoảng trống. Yes. I once again thank you all for your time. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa vì đã dành thời gian để tham gia. This is I'm giving wave, yoga wave and functional vinyasa. Với cái chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là yoga sóng và vinyasa chức năng. Sẵn sàng chưa ạ? So, nắm được hết chưa ạ? First, please stand up. Vậy thì đầu tiên mời mọi người đứng lên ạ. Come to the front of the mat. Chúng ta lên đầu thảm. Now, first learn how to open the hips and balance. Đầu tiên chúng ta sẽ học cách mở hông và thăng bằng. Okay? Now, first see. Giờ mọi người quan sát. Standing tall. Chúng ta đứng thẳng. Đang tay của mình như thế okay. này. Okay. Right knee up. Đá chân phải lên như thế này. Let me see balance. Và để thầy xem mọi người thăng bằng như thế nào ạ. Right knee open to the mở side. Mở đầu gối phải sang phải. Hip front. Hông đẩy lên phía trước. Very good. Rất tốt ạ. Wait. Đợi. Now, internally rotate your hip. So, cái cơ đùi của mình vào trong. Wait. Side. Đẩy bàn chân về side. Sau. Tức nghĩa là mình đang mở đầu gối sang ngang, very vẫn good. Là sang ngang. No, no, side to sang side. Sang ngang, not để back. Về sau ạ. Side. Okay. Now, back. Đẩy đầu gối về sau. Bend. Cúi người, gập chân. Now, straight. Duỗi thẳng. Very tay good. Tay thẳng chân. No, same. Đan tay vào ạ, đan tay vào. Hold on, let me see để your balance. Cho thầy xem khả năng thăng bằng của mọi người. 5, 4, 3, 2. Come back. Quay trở lại. Very good for hips. Rất tốt cho vùng hông của mình. Your hips will be very strong. Hông của mình sẽ cực kỳ khỏe. When you grow old, you no need stick. Khi mà mình về già rồi mình không cần gậy, không phải chống gậy đâu. Now, left leg try. Chúng ta đổi chân với chân trái ạ. Left. Knee up. Tay nâng đầu gối lên. Side. Sang bên. Wait. Đợi ạ. Side internal rotate. Xoay that's all stay. Vào trong. Not back. Not nhớ yet. Là không đẩy đầu gối về only sau side. Ạ. Nó vẫn nằm ở doggy. Bên. Giống như là tư now back bend still. Giờ đẩy đầu gối về sau vẫn gập chân. And you show the feet to the sky. Và hướng ngón chân của mình hướng bàn chân lên trần. Now stretch arm, stretch leg. Giờ duỗi thẳng tay thẳng chân. Five. Upper body down. Hạ thấp thân four. Của mình xuống chút nữa. Very good. Three. Rất tốt ạ. Two. Come back. Ah. Hãy trở lại. It's okay. Good. That's it. Rất now, tốt, thế là tốt rồi. Now we do the whole sequence. Giờ mình sẽ làm một chuỗi hoàn chỉnh. Ready? Sẵn sàng chưa ạ? Yeah, it's a wave. Và nó sẽ là một làn sóng. Begin. Start, stand. Bắt đầu. Suck in. Hóp bụng lại. Lock. Khóa. Here. 5, 4, 3, 2. Right. Chân phải.
Hands here. Tay ở đây. Open side. Mở sang ngang. Wait. Và đợi ở đây. Doggy. Mở chân sang ngang. Cúi người. Back. Về sau. Stretch, balance. Kéo giãn tay và chân. Thăng bằng. And leg back. Rút chân về sau. Open hand. Mở tay. Good. So your right leg is back. Vậy là chân phải của mình đang ở đằng sau. Your right hand is down. Tay phải của mình sẽ nằm bên dưới. Ôm lấy vai. And lock. Và khóa hai bàn tay của mình lại với nhau. Five, sink. Four. Three, little more. Two. Now, balance. Giờ go. Thăng bằng ạ. Boom. Đá chân phải lên. Five. Four. Three. Okay. Two. Step back. Bước chân về sau. Good. Release. Và buông lỏng tay. Gập chân chúng ta về sang một bên. Now to the leg. Giờ về phía chân, xoay người, xoay tròn. No hand. Không tay, không tay. Lock again. Cuối cùng mới là khóa tay ạ. One, two, three, four. No hand. Come on, power. Giờ không dùng tay ạ. Chỉ warrior. Chân của mình xoay người đứng lên về với two. Chiến binh hai. Good. Five. Yes. Four. Three. Downward. Chấu mặt. And squat back. Và gập chân về tư thế ngồi xổm, đẩy hông về đằng sau. And move. Rồi trườn người lên phía trước. Downward. Chấu mặt. Right leg up. Đá cao chân phải. Right leg to the right hand. Đưa chân phải sát tay phải. Sẽ là các chuỗi nhỏ. Bây giờ chúng ta nối liền nó vào. Five, four, three, two, and arch back. Wild thing. Rồi gập chân hoang go. Dã. Five. Very good. Rất tốt ạ. Very good. Four. Three. Two. Slowly come back. Từ từ quay trở lại. Come back, wait. Now, one leg, chaturanga. Đây một chân, giữ nguyên đá một chân đó lên ạ và gập khỉu tay 4 điểm. Slowly. Rồi trườn người lên thì chúng ta hạ chân xuống. Downward. Lên ngửa mặt và úp mặt. Right leg up. Đá cao chân phải lên. Step your right leg forward. Đá chân phải lên phía trước, bước chân lên phía trước. Open hands. Mở rộng tay. And balance. Và thăng bằng. Wait. Đợi ở đây, giữ ở đây ạ. Now, put your hands down. Lock. Hạ tay chạm sàn, đá chân sang bên. And grab. Và tay trái giữ bàn tay chân phải. Five, four, three. Tay trái tay kia mà chị nào? No, with the. Tay kia mà. With the right hand. Left leg. À, tay phải với chân phải, em xin lỗi em nhầm, em mới là người nhầm. Bend forward, bend, yes. Người về phía trước. Cái tay bên này giữ lấy bàn chân. Chest down. Hạ ngực xuống. Chest down. Yeah, very good. Four, three, two, and slowly come back. Từ từ quay trở lại. No touching. Không dùng tay, come không back. Không chạm tay đâu ạ. Chỉ một and tay thôi. Rồi nâng cả hai tay lên. Side. Bằng. Mở chân sang ngang. Side. Chân gập chân. Up. Đứng thẳng, xoay đùi. Forward. Đưa về phía trước. Down. Và hạ chân xuống. Yay. See. Quan sát kỹ ạ. Okay, and come back. Quay trở lại. And stretch. Và rồi nghiêng người. And come back. Quay trở lại. No hand.
Mình không dùng tay ạ. Hàng trên mình có thể ngồi xuống để hàng dưới có thể nhìn được, đúng, giúp em với. Ready. Master stand G, up. Master G, can you do it one more time? Again. Okay, watch me. Quan sát lại một lần nữa. See. Sạc ngang. Kéo chân về. Thẳng gối. Và rồi đan tay nghiêng người. Nâng chân. Và hạ gối. Hạ hông. Ready. Sẵn sàng chưa? Khi lập. Nâng gót chân lên. Stay. Giữ. Ready. Sẵn sàng chưa? Open. Mở. Stay. Một chân lên. Sang ngang. Now hand. Giờ tay. Stretch. Kéo căng chân sạc ngang luôn ạ. More. Come. Knee and knee line. Hai bên đầu gối của mình phải thẳng một hàng ạ. Yes. Very good. Rất tốt ạ. Thơm. Nhưng mà có cái mùi nước thơm. Yes. Cái mùi thơm của hoa nó okay. Không biết từ hoa. Stretch. Kéo giãn. 5. 4. Very good. À, sao? Very good. Loại này là nhập. Yeah, hip front. Ông mấy cái bông đẹp đẹp. Ah, yes. 3. Very good. 2. Okay, come back. Quay trở lại. Bend your knee. Gập chân. Release, balance. Tách tay và thăng bằng, đưa đôi chân lên phía trước. And put it back. Và hạ chân xuống. Slowly put it back. Yeah, relax. Thả lỏng. Again, come back up. Một lần nữa, đã đan tay. Up. Lên. Ready. Release arm. Tách tay. And left leg. Và chân trái. Balance. Còn lại ạ, thăng bằng. Gập chân lên trước các bạn. And slowly. Yes. Rồi từ từ and mở put sang it. Ngang. And now, hand one hand on the hip. Một another tay chống hông, một tay lên đùi và bắt đầu trượt push chân xoạc đi. And knee straight. Cả đầu gối lẫn gót chân yes. của mình đều trượt. Oh, very good. Very good. Chưa, giữ nguyên. This knee. Knee straight. Yes. Better. Yes. You see, don't drop. Mọi lift người up. Nhìn ạ, bụng của yes. chúng ta không ướn về phía trước mà thu lại. And stretch. Trong. Nghiêng. Very good. Suck. Suck. Yes. 5. Suck. Yes. Control. 4. Suck. Come on. Yes. Very good. Very good. 3. 2. Almost there. Slowly come back up. Từ. Put your hand. Pick up. Hạ tay. Rồi thu chân. Ah, very nice. Yay. Rồi từ nâng chân lên. Đúng and rồi. And slowly put back. Thật chậm hạ đầu gối. Sit back. Ngồi xuống. Stand up. Và rồi đứng lên ạ. Watch me. Mọi người quan sát thầy. Hàng trên ngồi xuống giúp em nhé, để hàng dưới có thể nhìn ạ. Rồi đứng lên ạ, sau khi ngồi xuống xong thì chúng ta đứng lên ạ.
Okay, go down. Rồi chúng ta bắt đầu đứng butterfly. Lên rồi gập chân ngồi xuống. Wait. Come back, swing. Quay trở lại. Come on. Yes. Two more. Chụp sinh rồi nhá. Hai lần nữa. Open. Slowly down. Từ yes. Xuống. Come back. Lên. Ooh, yes. One more time. Thêm một lần nữa. No, open. Mở đầu gối, mở đầu gối. Ah, open and come back up. Giờ mở đầu gối rồi lên ạ. Yes. Đúng rồi. Easy. Dễ mà. Happy. Vui không ạ? Okay. Now, watch me. Giờ quan sát thầy tiếp ạ. Hàng trên ngồi xuống giúp em. You sit down. Now, you're like this. See. Giờ mọi người đang như thế này ạ. You all, the more you keep them open, the better. Chúng ta mở càng rộng thì càng tốt ạ. See, control. Kiểm soát ở đây. No, boom. Không phải là hạ hẳn xuống. Không. Control, till here. Kiểm soát ở đây rất nhẹ nhàng and xuống. Open. Rồi tách rộng hai chân của mình ra, gập một chân thẳng, một chân cúi người. Giữ ở đây. Come back. Quay trở lại. Nâng cả hai chân lên, mở rộng and chân rồi mới gập chân đổi bên ạ. Cúi xuống luôn. Come back. Lên. Rồi gập hai chân, chúng ta từ từ đứng keep lên. Ready, let's go. Mời mọi người sẵn sàng ạ. Tony, a handsome guy here, show. Rồi ở đây ready. Có một anh mẫu đẹp trai, chúng ta nhìn lại một lần nữa. Oh, finish. Down, down. Ah, see, come back. Lên. Up, legs up. Cả hai chân change. Mở rộng. Đúng rồi, đổi bên. There you go. Five count. Năm nhịp đếm ở đây ạ. And go. Sau đó là đứng lên ạ. You see, always you should stay in the pose. Và lúc nào khi chúng ta vào tư thế thì mình cũng phải dành thời gian để giữ cái tư thế đó. You'll get more benefit when you stay. Ready? Và chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn khi chúng ta giữ tư thế. Sẵn sàng chưa? Go. Bắt đầu. Slow, slow, slow. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Yes. Wait. V. Mở rộng chân chữ V. Right leg straight, this side. Thẳng chân phải. Yes. Bend forward. Rồi cúi người luôn. Five. Stay. Four. Three. Two. Slow. Thật chậm. Wider. Wait. Now bend and forward. Mở chân. Very good. Very good. Oh. Rồi rất tốt ạ. Go. Five. Good. Four. Three. Two. Slowly up. Từ từ lên. More, more. And fold. Mở chân. Go. Lên, gập chân, đứng lên, gập chân, đứng lên. Very nice. Oh, you are beautiful. Rất đẹp ạ. You are beautiful. Okay. Now I teach you a little functional. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chuỗi chức năng ạ. Watch me. Sit down, please. Mời mọi người ngồi xuống và chúng ta quan sát thầy. Functional vinyasa.